Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Pháp môn Long Tượng Đại Trượng Phu. Hỏi các vị thiền tri thức, ngày mai là ngày 4 tháng 7, là ngày quốc khánh của Hoa Kỳ, và cũng là ngày thầy Phương Trượng thực tập lên nhậm chức. Vị tên Phương Trượng này rất dữ dằn, chưa nhậm chức là ông đã muốn giết vài người để tế pháp rồi. Giết ai vậy? Giết giặc. Những kẻ trước đây từng làm giặc hoặc sẽ làm giặc trong tương lai, đồng loạt đều phải bị chặt đầu để bêu trước công chúng. Khi thầy tới Phương Trượng nhậm chức thì thầy muốn lập ra phép tắc. Tại sao từ trước đến nay tôi không có lập ra phép tắc gì cả? Bởi tôi là kẻ nô lệ của pháp, cho nên mọi chuyện đều ok, chẳng có vấn đề gì. Nhưng vị Phương Trượng mới này chuyên chế hơn, vì vậy ông muốn giết giặc. Giết giặc càng nhiều càng tốt, gọi là trảm hết bọn giặc của Phật giáo, chỉ để lại đại đức cao tăng. A-la-hán cũng dịch là giết giặc. Cho nên nói, trừ bạo khả dĩ an lương, trừ kẻ ác cho đương dân được an lành. Các vị hãy chú ý, đừng nghĩ rằng nịnh hót ông Tây Phương Trượng thì là người hộ pháp tốt. Kỳ thật, đó là quý vị cản trở, gây chướng ngại cho sự phát triển của Phật pháp. Làm Phương Trượng cũng không được tùy tiện khen người, chê người, mà cũng đừng bị dao động trước sự khen tặng hoặc phỉ báng. Nếu muốn có người khen mình, vậy thì nhất định sẽ có người chê mình. Đó là đạo lý tự nhiên thôi. Lúc trước chuyện gì tôi cũng cho qua hết, nhưng có người mắng tôi thì cũng được, có người khen tôi cũng quên nốt. Vì vậy bây giờ con tập làm Phương Trượng, tức là con phải bảo trì tâm chỉ không khen không chê. Con không muốn người ta khen mình, vậy con không nên khen người ta trước. Con không muốn người ta chê mình, thì trước tiên con không nên chê người. Gọi là việc gì mình không muốn, chớ đẩy cho người khác. Hãy nhớ đấy, đừng gieo những hạt giống không trong sạch. Các vị cư sĩ tại gia thấy thầy Phương Trượng mới, bèn muốn cúng dường những món thực phẩm đặc biệt. Đó là hành vi làm cho Phật pháp hư hoại. Nếu không muốn làm cho Phật pháp suy sụp, thì họ sẽ không thêu qua tin gắm, tô điểm này nọ. Ông Phương Trượng sẽ không chết đói đâu. Dù là ông có chết đói thì cũng đáng, ai bảo ông ta không lo tu hành. Vả lại, nếu có thể vì Phật pháp mà chết đói, thế thì thật vinh hạnh và là công thần trong Phật giáo. Cho nên tông chỉ nhất quán của chúng tôi là lành chết không khoan duyên, đói chết không quá duyên, nghèo chết không cầu duyên, tùy duyên nhưng không đổi, không đổi mà tùy duyên, giữ vững ba đại tông chỉ của chúng ta: xả mạng vì Phật sự, tạo mạng vì bổn sự, chánh mạng vì tăng sự, gặp sự gì thấu lý ấy, hiểu lý gì hành sự ấy, tiếp hành nhất mạch tổ sư tâm truyền. Ai muốn đơn độc cúng dường con, đó là phan duyên với con để được con chú ý, con có biết không? Nhất là con còn trẻ, nên đối với điểm này con phải nhận thức hết sức rõ ràng. Ta đã già rồi, như người ta bảo lão nhi vô năng, già cả vô dục. Nhưng những người trẻ tuổi đừng để mấy thứ bẩn thỉu dây bám quanh mình. Con hãy nên dù chết cống mà vẫn đứng nghênh gió, dù chết đói mà vẫn đứng ưỡn ngực đi. Làm ngọn đuốc sáng trong cơn gió mạnh, là vàng rồng trong lò lửa lớn, cái gì cũng không sợ. Chết cống không phan duyên. Đây là sự diễn tả về cuộc đời tôi. Khi tôi ở Mãn Châu, mùa đông cũng như mùa hạ, tôi đều mặc ba lớp vải như nhau. Chỉ một lớp vải phía dưới, lớp trên là mấy miếng giá, từng miếng giá dài lên trên. Bây giờ tôi có lạnh không? Lạnh chứ. Thế sao tôi phải kiên trì chịu đựng như thế? Bởi vì tôi muốn chết cống, không phan duyên đấy. Đói chết không quá duyên. Khi tôi ở trong đồng Quán Âm, núi Phù Dung tại Hồng Kông, cả hai tuần lễ không có lương thực, tôi bèn tọa thiền trong đồng để chờ chết. Lúc bấy giờ dưới núi có vị cư sĩ tên là Lao Khoan Thánh, biệt hiệu là Pháp Sư Bổn Địa của vùng đó, và bà được Bồ Tát Di Đà báo mộng liên tiếp ba lần rằng trong đồng Quán Âm có vị Pháp Sư An Từ, bà nên lên đó cúng dường. Thế là ngày hôm sau, vị cư sĩ này vác hơn 30 cân gạo và hơn 70 đồng đến hang động cúng dường tôi. 3-4 tháng trước khi chuyện này xảy ra, bà cư sĩ bị chó cắn ngay chân. Các bác sĩ Đông Tây chữa trị cho bà cả mấy tháng,
nhưng thì không khỏi, họ cũng đành bó tay chịu thua. Bồ Tát Di Đà thích lo chuyện của người nên mới bảo bà cư sĩ: bà đi cúng dường pháp sư ở động Quán Âm thì chân bà sẽ lành ngay. Thế là bà ta tin tưởng mà đem gạo và tiền đi cúng dường. Lúc bấy giờ trong động tôi chuẩn bị chờ chết đói. Xưa nay tôi chưa hề nói với người ta rằng xin ông thương xót tôi, đã qua nhiều ngày rồi mà tôi không có gì ăn hết. Đó là đói chết không quá gì, nghèo chết không cầu duyên. Lúc tôi mới đến chùa Nam Hoa ở Quảng Đông và được thân cận với Đại Lão Hòa Thượng Hương Vân, trên mình tôi đã chẳng có một đồng một chữ. Cả đến tiền gửi thư tôi cũng không có, nhưng tôi chưa từng đến các vị sư để hóa duyên. Bởi vậy ba đại tông chỉ này của tôi đều có lai lịch, chứ không phải nói vô căn cứ đâu. Bây giờ thầy Tân Phước Trường lên nhậm chức, mọi người trở nên đơn độc kết giao cảm tình với thầy, khiến thầy có thiện cảm đặc biệt với mình. Nếu quý vị có lòng cúng dường thì có thể cúng dường cho đại chúng, đừng nên cúng dường riêng lẻ cho một ai, nếu không thì quả là hại người, là phá hoại sự hòa hợp trong Phật giáo đấy. Người xuất gia chớ để dục chí, mà hãy nên ôm giữ ba tông chỉ trên. Chúng ta nên làm vị thầy tiêu biểu cho trời và người, rồi đánh một trận với bọn ma quân ở mười phương. Có người hỏi, không phải là thầy dạy đầu đệ dùng từ bi hỷ xả hay sao? Vậy tại sao thầy lại dạy họ đấu tranh? Thế là đừng sửa đổi lòng sân hận của mình, phải chăng? Nếu vậy thì làm sao thầy tiêu biểu cho trời người được? Thì bởi muốn làm vị thầy tiêu biểu cho trời và người, thành thử chúng ta mới phải giáo hóa bọn ma quân. Giảng ngày 3 tháng 7 năm 1986. Ha ha ha, 问什么的所合。